Chúng ta tại sao học kinh chú rất chậm, thậm chí mấy tháng trời mà chú Lăng Nghiêm không thuộc? Đó là vì đời trước chúng ta chưa học qua thứ Phật Pháp ấy, đến bây giờ mới bắt đầu học. Điều cần nhất là học Phật Pháp không nên lười biếng, cần phải bắt chước sự siêng năng vượt bậc của Ngài Xá Lợi Phất. Ngày đêm không lười biếng để học Phật Pháp, cho nên người bây giờ nhớ không được kinh chú, cần phải cố sức lên, đó gọi là cần năng bổ chuyết, siêng năng bù đắp chỗ vụng về. Nếu nhớ được rõ ràng, cũng càng phải nỗ lực gấp bội để tăng thêm trí huệ của chính mình. Tại sao trí huệ của ta kém hơn người khác? Tại vì chúng ta chưa học Phật Pháp, cho nên phải phát nguyện học Phật Pháp thì tương lai chúng ta sẽ được đại trí như Ngài Xá Lợi Phất. Ngoài ra chúng ta còn phải học theo đại trí của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì trí huệ của Ngài còn thâm diệu hơn Ngài Xá Lợi Phất nhiều. Ma-ha Mục Kiền Liên, Ma-ha là tiếng Phạn có ba nghĩa. Một, lớn, vì Ngài là bậc trưởng lão được quốc vương đại thần cung kính. Hai, nhiều, Ngài học tập cả ba tạng 12 bộ kinh điển. Ba, hơn hết, Ngài vượt hơn tất cả các ngoại đạo khác. Mục Kiền Liên là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Thái Thúc Thị hoặc Lai Phục Căn. Nhân vì tổ tiên Ngài khi tu hành ăn thứ rau này, cho nên lấy đó đặt tên. Tên của Ngài còn có một nghĩa là Câu Luật Đà, nhân vì cha mẹ Ngài cầu đảo với thần cây mà sinh ra Ngài. Tôn giả Mục Kiền Liên là bậc thần thông bậc nhất. Khi Ngài mới chứng A-la-hán liền được 6 thứ thông. 6 thứ thần thông là: một, thiên nhãn thông, chẳng những có thể thấy được tất cả tình hình ở nhân gian mà lại còn có thể thấy được nhất cử nhất động của các người ở trên cõi trời. 2, thiên nhĩ thông, chẳng những thấy được mà còn có thể nghe được mọi lời nói hành động của người và trời. 3, tha tâm thông, khi hai bên gặp nhau, trong tâm bạn có ý nghĩ gì, dù chưa nói ra miệng nhưng đối phương đã biết rõ những điều bạn nghĩ và những việc bạn định làm. 4, túc mạng thông, chẳng những biết được ý nghĩ của bạn trong hiện tại mà cả đến nhân quả đời trước của bạn cũng biết được rõ ràng. 5, thần túc thông, cũng gọi là thần cảnh thông hay như ý thông. Sao gọi là thần túc thông? Đó là một sức mạnh không thể nghĩ lường, có thiên biến vạn hóa, ngay đến quỷ thần cũng không lường biết. Lại gọi là thần cảnh thông vì có thể đến mọi cảnh giới, thông suốt không bị ngăn ngại. Và như ý thông, được toại lòng mong muốn, muốn lên trời hoặc xuống địa ngục đều được tùy ý, thậm chí vào lửa, lửa không đốt được, vào nước, nước không nhận chìm, có thể mặc ý xuyên qua vách tường không cần phải theo lối cửa, toại lòng như ý, muốn gì được nấy. 6, lậu tận thông, đã sạch cả hữu lậu, hàng phàm phu đều có hữu lậu, như cái bình pha lê bị rạn nứt, không đựng nước được, hễ đổ nước vào liền chảy hết. Nứt càng lớn thì nước chảy càng mau, nếu không nứt thì nước sẽ không lậu gì chảy ra. Người ta có hữu lậu là thế nào? Người ta uống nước ăn cơm, khi biến thành đại tiểu tiện thì sẽ dịn chảy ra. Người ưa nổi cáu, có tâm tham sân si mạn nghi, đó đều là lậu. Có lậu tức là không giữ được. Lậu tận thông tức là lậu ấy không còn có nữa. Lậu là những lỗi lầm tập khí, người ta không có lỗi lớn thì có lỗi nhỏ, không có lỗi nhỏ thì có lỗi vặt. Khi không có lậu lớn thì có lậu nhỏ, khi không có lậu nhỏ lại có những tập khí vi tế. Về chữ lậu thì giảng mãi cũng không cùng. Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi được 6 thần thông, Ngài liền dùng thiên nhãn thông xem khắp thế giới tìm kiếm cha mẹ mình. Nhưng trước hết chú ý tìm mẹ của Ngài thì thấy bà ở trong địa ngục. Tại sao bà mẹ của Ngài lại ở trong địa ngục? Tại vì bà ta lúc sanh thời không tin Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, chẳng những không tin mà còn hủy báng Tam Bảo rồi còn sát sanh, ưa ăn trứng cá, vì sát sanh quá nhiều nên phải đọa vào địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên bấy giờ mới đem bát cơm cho mẹ ăn, bà mẹ Ngài vội vàng, một tay cầm bát, vì lòng tham của bà quá nặng, sợ bọn ngạ quỷ kia đến cướp cơm của bà. Ngạ quỷ là loài tâm tham quá nặng, len lén bốc ăn, nhưng vì nghiệp chướng bà quá nặng, trước khi cơm vào miệng đã cháy thành than, không thể ăn được mà còn làm phỏng miệng bà. Tôn giả Mục Kiền Liên dù có thần thông cũng không cách nào làm cho cơm không trở thành than được. Vì thế Ngài tức tốc về cầu cứu với Phật. Đức Phật liền dạy cho Ngài một phương pháp cứu giúp mẫu thân, tức là thiết lễ cúng Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là giải đảo huyền, nghĩa là giải cứu người bị treo ngược, tức là giải thoát cho những người biến thành ngạ quỷ, bị khổ giống như bị treo ngược trong địa ngục. Phật dạy Ngài vào ngày rằm tháng 7, sau khi chư tăng làm lễ tự tứ, hãy dùng thức ăn đủ cả trăm vị để cúng dường 10 phương tăng thì mới có thể cứu mẹ ngài thoát khổ được. Tôn giả Mục Kiền Liên y theo cách đó mà thi hành, quả nhiên siêu độ được mẹ ngài sang lên cõi trời. Chẳng những mẹ ngài mà tất cả những ngạ quỷ trong địa ngục ngày đó đều được siêu độ vãng sanh cực lạc. Có người nói, tôi không tin thức ăn sẽ hóa thành than lửa khi đưa đến cho ngạ quỷ ăn. Điều đó làm cho bạn không tin cũng phải, trước khi tôi cũng không tin như vậy. Nhưng mà trong vũ trụ có biết bao nhiêu việc rất lạ lùng, nói một vài lời cũng khó hết được. Huống chi là những việc ngoài vũ trụ ư? Ví như nước trong, loài người và súc vật thấy là nước, nhưng thiên nhân thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy là lửa. Những cái thấy đó đều là do nghiệp báo hiện ra. Trời, người, ngạ quỷ, mỗi loại đều có nghiệp báo riêng, do nghiệp lực hiện ra mà thấy như vậy. Trên đây chính là nhân duyên mà Tôn giả Mục Kiền Liên cầu Phật để cứu mẹ. Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-dà, Nan-đà, A Nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề. Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha có ba nghĩa lớn, nhiều và hơn hết, cho nên Ma-ha Ca-diếp tức là Đại Ca Diếp. Ca Diếp là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Quy Thị. Đại Quy Thị là họ của ngài, nhân vì tổ tiên của ngài nhìn thấy một con rùa lớn cõng trên lưng một cái bản đồ rồi theo đó mà tu hành, nên lấy đó làm họ của mình. Ca Diếp còn dịch là Ẩm Quang Thị, vì trên thân của ngài có ánh sáng có thể lấn át các ánh sáng của người, giống như là uống hết ẩm tất cả ánh sáng vậy. Tại sao ngài lại có được ánh sáng như thế? Vào thời 7 Đức Phật quá khứ, thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, có một ngôi chùa hư nát, tượng Phật không có gì che mưa gió. Lúc ấy có một cô gái nghèo phát tâm muốn thép vàng tượng Phật và sửa lại ngôi chùa. Mỗi ngày cô đi hóa duyên khắp nơi đến khi đủ tiền, rồi mời một người thợ bạc đến để thép vàng sửa lại kim thân tượng Phật. Công việc xong, người thợ bạc sanh ra một thứ tình cảm yêu mến cô gái ấy, nên mới nói với cô gái rằng: cô sửa chùa công đức rất lớn, nhưng công đức đó có thể tính cho hai người được không? Cô ra vàng, tôi ra công, không tính với cô tiền công. Lúc đó hai người cùng nhau sửa sang tượng Phật và ngôi chùa được hoàn hảo. Xong việc, người thợ bạc xin cầu hôn với cô gái nghèo ấy, hai người bèn kết nghĩa vợ chồng. Vì nhân duyên thép vàng tượng Phật nên về sau, đời đời kiếp kiếp, thân hai người đều phóng ra ánh sáng màu vàng ánh. Trong 91 kiếp, hai người sanh ra đều làm vợ chồng. Đời này sanh tại nước Ma Kiệt Đà và họ Ca Diếp. Khi ngài được 20 tuổi, cha mẹ muốn cưới vợ cho ngài. Ngài nói nhất định phải tìm cho được cô gái mà trên thân có ánh sáng sắc vàng, tôi mới chịu kết hôn. Về sau quả nhiên ở một nước kia có cô gái trên thân cũng có ánh sáng sắc vàng như ngài. Đó là do tiền nhân hậu quả gây tạo nghiệp lành mà chưa cảm ra, cho nên đời đời kiếp kiếp họ đều có ánh sáng sắc vàng. Hai vợ chồng họ đời nào cũng đều là người tu hành, cùng nhau nghiên cứu phương pháp tu tập. Thời đó ngài Ca Diếp xuất gia làm tỳ kheo, cô vợ cũng xuất gia làm tỳ kheo ni, tên là Kim Quang Minh tỳ kheo ni. Ngài Đại Ca Diếp tên là Tỷ Bát La, đây cũng là tên cây. Do vì cha mẹ ngài cầu đảo với thần cây mà sanh ra ngài, nên lấy tên cây mà đặt tên con. Tôn giả Ma-ha Ca-diếp là người có địa vị rất quan trọng trong Phật giáo. Chư Phật thuyết pháp, các vị đại phạm thiên cùng tụ hội và dâng hoa sen bằng vàng lên cúng Phật. Có một hôm, Phật cầm hoa sen vàng đưa ra trước đại chúng. Bấy giờ trong pháp hội có hàng trăm vạn trời người, không ai biểu lộ thái độ gì, chỉ có Tôn giả Ma-ha Ca-diếp mỉm cười. Lúc đó Phật nói: ta có chánh pháp nhãn tạ niết bàn diệu tâm, pháp môn tâm ấn thật tướng vô tướng đã truyền cho Ca Diếp. Vì thế ngài Ca Diếp là tổ đời thứ nhất của Phật giáo ở Thiên Trúc. Tôn giả hiện giờ vẫn còn sống ở thế giới này. Sau khi Phật nhập niết bàn, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bèn đến núi Kê Túc ở Vân Nam nhập định. Để lúc đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật ra đời thành Phật, ngài mới đem cả sa viền vàng giao cho Đức Phật Di Lặc. Chừng đó ngài mới hoàn tất những việc cần làm. Khi Tôn giả Ca Diếp quy y Phật xuất gia làm tỳ kheo thì đã 160 tuổi. Qua 49 năm Phật thuyết pháp, hơn 300 hội giảng kinh, Tôn giả đã hơn 200 tuổi. Từ khi Phật nhập diệt đến nay đã hơn 3.000 năm, có rất nhiều người tu hành đến núi Kê Túc để triều bái tổ sư Ca Diếp. Núi Kê Túc thường có ba thứ ánh sáng Phật, ánh sáng vàng, ánh sáng bạc. Khi đến núi Kê Túc lễ lại, nếu người có lòng trí thành thì có thể nghe được tiếng chuông vang ra từ trong núi. chỉ nghe tiếng chuông chứ không thấy chuông, cách núi Kê Túc mấy trăm dặm đều có thể nghe được, đó thật là cảnh giới bất khả tư nghì. Tôn giả Ca Diếp là người được hai cái bậc nhất trong số đệ tử Phật, một đầu đà bậc nhất, hai tuổi cao bậc nhất. Trong các đệ tử của Phật, luận về tuổi tác thì không có ai hơn Ngài. Trong hàng đệ tử của Phật, Ngài ăn rất kham khổ, thọ dụng rất kham khổ, tu hành cũng rất kham khổ, cho nên được tôn là hạnh đầu đà bậc nhất. Đầu đà là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đầu tàu, tức là phấn chấn tinh thần, mạnh mẽ tinh tấn. Đầu đà tức là thực hành khổ hạnh, có 12 thứ khổ hạnh. 12 hạnh đầu đà này là biểu hiện sự trụ trì Phật Pháp. Chỉ cần có người tu hạnh đầu đà thì Phật Pháp còn trụ lâu ở thế gian. Nếu không có người tu hạnh đầu đà thì Phật Pháp bị diệt mất. 12 hạnh đầu đà là: một, mặc y phấn tảo. Y phấn tảo là gì? Tức là loại y phục hoặc vải mà người ta đã dùng rồi không cần nữa, vứt bỏ đi, thì người xuất gia đem những thứ y phục đó về giặt sạch, may thành y phục của mình. Mặc những thứ y phục này có những lợi ích gì? Có lợi ích rất lớn là khiến cho mình không còn tâm tham, không thích y phục đẹp. Mặc thứ y phục này khiến cho trong lòng rất an tịnh, bớt đi lòng tham, cũng khiến cho người khác không có tâm tham. Nếu mình mặc bộ y phục quá đẹp, người khác có thể sanh ra một thứ lòng hâm mộ, từ hâm mộ sanh ra ganh ghét, từ ganh ghét sanh ra tâm tham, kế đó sanh ra tâm trộm cắp. Nếu mặc y phấn tảo thì không có ai muốn đến lấy trộm. Đó là có lợi cho mình mà cũng có lợi cho người khác, cũng là những y phục phá nạp mà người xuất gia hay mặc, vì thế người xuất gia cũng gọi là nạp tử, có nghĩa là nói người xuất gia mặc y phá nạp. 2. Chỉ có ba y bình bát tọa cụ, tức là những đồ vật mà người xuất gia được có. Ba y là: đại y có loại 25 điều, 108 miếng. Thứ y này đắp mặc khi giảng kinh thuyết pháp hay khi vào hoàng cung. Thất điều y là y 7 điều đắp mặc khi lễ sám lạy Phật. Ngũ y là y 5 điều đắp mặc khi chấp lao phục dịch, đi ra vào đón rước tiếp đãi khách khứa. Tại sao chỉ có 3 y bình bát và tọa cụ? Đó cũng là khuyên bảo phải tri túc, chớ tham nhiều vật chất. Dưới đây là nói về vật thực, có 5 mục. 3. Thường khất thực, thường ôm bát đi khất thực, tự mình không nấu nướng. 4. Theo thứ lớp khất thực, tức là ngừng ở mỗi nhà khất thực, không nói là bỏ nhà người nghèo khổ mà đến nhà người giàu có để khất thực. Nếu ngừng lại ở từng nhà thì một ngày hóa duyên trước cửa 7 nhà. Nếu 7 nhà đều không cúng dường thì ngày hôm đó không ăn, không thể lựa chọn mà phải bình đẳng khất thực, không giống như tôn giả Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp có tầm phân biệt. Tôn giả Đại Ca Diếp chuyên đến nhà người nghèo để khất thực, vì Ngài nghĩ rằng người nghèo thật đáng thương, nếu không gieo trồng phước lành cho họ thì đời sau lại càng khổ hơn. Vì thế Ngài cứ đến hóa duyên người nghèo. Trái lại, tôn giả Tu Bồ Đề lại chuyên hóa duyên người có tiền mà không hóa duyên người nghèo khổ. Ngài cho rằng người giàu nếu đời nay không gieo trồng phước lành thì đời sau lại nghèo khổ. Mỗi vị đều trình bày lý do của mình. Đức Phật mới của trách các vị ấy là bậc A-la-hán có tâm phân biệt không bình đẳng. 5. Giữa ngày ăn một bữa, sáng sớm và chiều tối không ăn chi hết, chỉ đúng trưa từ 11 đến 12 giờ mới ăn. Có người không hiểu Phật Pháp, cho rằng giữa ngày ăn một bữa chính là trì ngọ. Trì ngọ là buổi sáng ăn, buổi chiều không ăn. Nếu sáng, chiều và trưa đều ăn thì gọi là năng cật. Giữa ngày ăn một bữa là tu hành theo chế độ của Phật dạy. Nhân vì giữa ngọ là thời gian Phật ứng cúng, sáng sớm là chư thiên ăn, quá ngọ là súc sanh ăn, chiều tối là ngạ quỷ ăn. Tại sao người xuất gia không ăn chiều? Vì ăn chiều khua đũa bát, ngạ quỷ có thể đến cướp lấy thức ăn, nhưng mà thức ăn một khi vào miệng liền biến thành lửa đỏ, nhân đó mà sanh lòng sân hận, rồi làm cho người xuất gia sanh bệnh. Thế nên người xuất gia không ăn chiều. 6. Ăn ít một chút, tức là không ăn quá nhiều. Nếu ăn quá nhiều, bụng không có chỗ chứa thức ăn, cho nên phải bận rộn rất nhiều cho việc tiêu hóa. 7. Quá ngọ không uống nước cô đặc. Nước cô đặc là nước ép từ trái cây, sữa bò, sữa đậu nành. Quá giờ ngọ, người tu hạnh đầu đà chân chính thì không uống những thứ nước cô đặc ấy. Có người chỉ tu một thứ hạnh đầu đà, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4 thứ, hoặc tu trọn vẹn các hạnh đầu đà, đều là tùy theo sức mình mà thực hành. 5 mục ở trên là về ăn uống, còn 5 mục sau đây là về mặc ở. Người tu hành cũng không tránh khỏi các vấn đề ăn mặc ở đi, cho nên có 12 thứ hạnh đầu đà, 8 ở nơi A Lan Nhã. A Nan Nhã dịch là tịch tịnh xứ, tức là chỗ rất ít bóng người, không có thứ tiếng tạp lạ. Đó là nơi mắt không thấy thì miệng không ham, tai không nghe thì tâm không phiền. Giống như người thấy đồ ăn ngon thì sanh ra lòng muốn ăn, tai không nghe nhiều tiếng ồn ào thì trong lòng không sanh phiền não. Còn ở chỗ vắng lặng thì dễ dụng công tu hành, dễ ngộ đạo. 9. Ở dưới bóng cây. Người tu hành ở dưới bóng cây nhưng không quá 3 đêm. Ở qua 2 đêm thì phải rời chỗ. Tại sao thế? Vì nếu ở đó 3 đêm thì sẽ có người đến cúng dường. Vì người tu hạnh đầu đà không mong cầu phan duyên, không mong cầu được cúng dường thức ăn ngon. 10. Ở lộ thiên, tức là ở khoảng đất trống. 11. Ở gò mả, tức là ở bên gò mả, khiến cho tự mình có một thứ cảm giác để đối trị với tánh buông lung. Này, ở đó có người chết, nếu không tu hành về sau ta cũng giống như thế, ta phải gấp rút tu hành mới được. Ở bên gò mả thì không thể nào lười biếng được. 12. Lưng không dính chiếu, tức là thường ngồi không nằm, không có nằm khi ngủ nghỉ, như thế mới có thể dụng công mà không lười nhác. Tôn giả Ca-diếp chẳng phải chỉ tu một thứ hạnh đầu đà, mà cả 12 hạnh đầu đà đều tu trọn vẹn. Đến khi Ngài hơn 200 tuổi, Phật thấy Ngài tu hạnh đầu đà, không nhẫn tâm để Ngài khổ cực quá. Có một hôm Tôn giả Ca-diếp đến ra mắt Phật. Phật chia nửa tòa cho Tôn giả Ca-diếp cùng ngồi, rồi nói với Ngài rằng: ông này tuổi đã quá già rồi nên nghỉ bớt đi, chớ nên theo hạnh đầu đà cực khổ như thế nữa. Tôn giả Ca-diếp nghe Phật dạy chỉ cười mà không đáp. Nhưng khi Ngài trở về vẫn tu hạnh đầu đà, không cho rằng mình tuổi tác đã cao mà ngưng tu hạnh đầu đà. Đức Phật biết việc ấy nên vui vẻ nói: trong Phật Pháp của ta, hạnh đầu đà của Ca-diếp có thể làm cho Phật Pháp trụ thế 500 năm nữa. Cho nên Ngài Ca-diếp được khen là hạnh đầu đà bậc nhất. 12 hạnh đầu đà là việc tu hành của người xuất gia. Có một số người tại gia nói 12 hạnh đầu đà là để cho người xuất gia tu, chứ nói với người tại gia chúng tôi để làm gì. Câu nói này mới nghe dường như rất đúng, nhưng xét kỹ lại một chút thật là quá si mê. Tại sao biết được mình trước kia không phải là người tu hành, chưa từng tu hạnh đầu đà? Có thể là các vị quên mất đấy, nên bây giờ tôi xin nhắc lại. Làm sao mình biết đời sau mình không xuất gia, hoặc là đời sau hạt giống bồ đề của mình được thành thục, công đức viên mãn, mình sẽ xuất gia? Nếu vào đời sau sẽ tu 12 hạnh đầu đà thì sẽ cảm thấy rất quen thuộc, rất tương ưng. Đó là do đời nay được nghe đến, cho nên đời sau mới rất thích thú mà tu hành. Đó cũng là do quá khứ gieo trồng nhân lành, nên đời nay kết được quả lành vậy. Hoặc là đời nay gieo trồng nhân lành này, đời sau kết được quả lành kia. Ai dám chắc mình mãi mãi là người tại gia? Ai dám chắc mình mãi mãi không là người xuất gia? Ai cũng không thể nói mình mãi mãi là phàm phu. Ma-ha Ca-chiên-diên. Ma-ha đã giải ở trên, Ca-chiên-diên là tiếng Phạn, trùng hòa dịch là văn sức. Vị tôn giả này khéo cho chút văn từ, khéo về nghị luận, được khen là nghị luận bậc nhất. Vị tôn giả này nghị luận với bất cứ ai thì nhất định được thắng lợi. Có một lần tôn giả biện luận với vị ngoại đạo chấp đoạn thường. Ngoại đạo hỏi: Phật giáo nói có 6 nẻo luân hồi, tôi thấy lý luận này không đúng. Ông nói người chết rồi trở lại làm người, nhưng tôi chưa thấy có ai chết rồi lại trở về nhà báo tin cả. Thế thì ông làm sao biết người chết rồi lại sanh trở lại làm người ư? Điều này không có căn cứ. Tôi cho rằng người ta chết rồi giống như là ngọn đèn tắt, không có đời sau. Người có đời sau chỉ là một thứ tưởng tượng, đó là một thứ giả thiết của người đời mà thôi. Tôn giả nghe rồi mới nói với vị ngoại đạo rằng: người chết rồi có thể trở về hay không? Trước đây khi trả lời câu hỏi đó, tôi xin hỏi ông, người phạm tội bị chính phủ bắt cầm tù, người ấy có tự ý trở về nhà được không? Người ấy có được tự do không? Ngoại đạo đáp: đương nhiên là không có tự do, không thể tùy ý trở về nhà rồi. Tôn giả nói: thế thì người chết rồi vào địa ngục cũng giống như người phạm tội bị bắt cầm tù, không thể tự do trở về được. Ngoại đạo nghe xong nói: điều này rất có lý, người ta vào địa ngục thì không tự do rồi. Nhưng nếu người ấy sanh lên trời thì rất tự do, tại sao cũng không thấy có ai sanh lên trời rồi lại trở về nhà, báo cho gia đình biết để khỏi phải lo. Vì thế lý luận của người chết sanh lên trời cũng không đứng vững. Tôn giả Ca-chiên-diên đáp: ông nói cũng rất có lý đấy, tôi xin lại đưa một thí dụ. Ví như có người bất cẩn lọt vào hố xí, ngày xưa hố xí không giống với nhà xí bây giờ. Người ta đào xuống đất một cái hố lớn, bên trên gác một miếng ván, người ta ngồi trên miếng ván mà đại tiểu tiện. Nếu miếng ván ấy bị mục gãy, người ta không cẩn thận sẽ bị rớt xuống đó. Chẳng dễ gì sau khi ra khỏi hố xí rồi lại chịu nhảy trở vào nữa sao? Người ta ở thế gian này có khác nào trong hố xí, được sanh lên cõi trời giống như ra khỏi hố xí, vì thế nên không trở về nữa. Giả như người này từ trên trời lại trở về cũng phải trải qua một thời gian dài, vì một ngày đêm trên cõi trời tứ thiên vương bằng 50 năm ở nhân gian, một ngày đêm ở cõi trời tam thập tam. Trời Đao Lợi thì bằng 100 năm ở nhân gian, một ngày đêm ở trời Dạ Ma bằng 200 năm ở nhân gian. Ví như có người sanh lên trời, trước phải an bài chỗ ở an bài ổn thỏa xong phải mất đi 1 hoặc 2 ngày. Nếu như ngày thứ 3 lại trở về thì đã quá 300 năm rồi. Lúc đó bà con thân quyến đã chết cả rồi nên không thấy được có người từ cõi trời trở về.